Xin chào mọi người đã quay trở lại channel của Movie City. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin mới nhất về hai mẫu điện thoại Xiaomi 14T và Xiaomi 14T Pro. Sau một thời gian chờ đợi, giờ đây Xiaomi cũng đã chính thức trình làng bộ đôi smartphone được mong đợi nhất là Xiaomi 14T và Xiaomi 14T Pro. Cả hai mẫu smartphone này đều được trang bị vi xử lý mạnh mẽ đến từ MediaTek, camera Leica sắc nét và thiết kế sang trọng, bắt mắt. Đầu tiên là về thiết kế, bộ đôi Xiaomi 14T và Xiaomi 14T Pro có chung thiết kế với nhau. Với mặt sau được đằng phẳng, cụm camera giờ đây đã có thiết kế tinh gọn hơn thế hệ trước. Hơn thế nữa, trên Xiaomi 14T series giờ đây cũng được hoàn thiện khung viền bằng chất liệu titanium cao cấp. Về khả năng hiển thị của bộ đôi này cũng khá là ấn tượng, với màn hình OLED 6.67 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét lên tới 144Hz. Hơn nữa, phần mềm được trang bị trên Xiaomi 14T series cũng có độ sáng lên tới 4000 nits, hỗ trợ HDR10+ và đạt chuẩn Dolby Vision. Cung cấp sức mạnh cho Xiaomi 14T là vi xử lý Dimensity 8300 Ultra. Trong khi đó, trên Xiaomi 14T Pro được trang bị con chip mạnh mẽ hơn đôi chút là Dimensity 9300 Plus. Cả hai đều được kết hợp với dung lượng RAM lên tới 12GB và dung lượng bộ nhớ trong tối đa lên tới 1TB. Về khả năng chụp ảnh ấn tượng trên Xiaomi 14T đến từ camera chính Sony IMX906. Cả hai mẫu Xiaomi 14T và 14T Pro đều được trang bị camera tele 50MP và camera góc siêu rộng 12MP. Chưa hết, Xiaomi 14T series còn là dòng sản phẩm đầu tiên của Xiaomi được hỗ trợ các tính năng AI nâng cao. Bộ AI mới của Xiaomi được hỗ trợ bởi Gemini AI của Google. Cả hai đều được chạy trên hệ điều hành HyperOS và dựa trên nền tảng Android 14. Ngoài ra, bộ đôi Xiaomi 14T và Xiaomi 14T Pro còn được trang bị pin 5000mAh. Chiếc phiên bản Xiaomi 14T Pro còn được hỗ trợ sạc nhanh 120W và sạc không dây 50W. Tuy nhiên, trên Xiaomi 14T chỉ được hỗ trợ sạc nhanh 67W. Về các tiêu chuẩn bảo vệ, Xiaomi 14T series có khả năng kháng nước và bụi, đạt chuẩn IP68. Xiaomi 14T và Xiaomi 14T Pro đều mang đến cho người dùng 3 tùy chọn màu sắc khác nhau, bao gồm Titan Black, Titan Blue và Titan Gray. Hiện nay, Xiaomi 14T series đang có giá bán như sau. Giá bán của Xiaomi 14T phiên bản 12256 có giá là khoảng 17,8 triệu đồng. Xiaomi 14T Pro phiên bản 12256 có giá là khoảng 21,9 triệu đồng. Và trên đây, mình đã tổng hợp cho bạn những thông tin mới nhất về hai bộ điện thoại này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và một subscribe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.